Đội tuyển MMA Việt Nam thi đấu giải vô địch MMA châu Á tại Thái Lan. Tổng thư ký Liên đoàn MMA Việt Nam Mai Thanh Ba dẫn đoàn võ sĩ MMA Việt Nam đã lên đường đến Bangkok, Thái Lan để chuẩn bị cho giải vô địch MMA châu Á diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Liên đoàn võ tổng hợp Việt Nam VMMAF đã cho gọi 4 võ sĩ gồm Dương Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nghiêm Văn Ý và Nguyễn Tiến Long đại diện quốc gia tham dự giải vô địch võ tổng hợp châu Á lần thứ nhất Asian Mixed Martial Arts Championship 2023. Trong đó Dương Thị Thanh Bình đang là nhà vô địch hạng cân 49kg nữ, Nguyễn Thị Thanh Trúc vô địch hạng cân 54kg nữ, Nghiêm Văn Ý vô địch hạng cân 65kg nam của Lion Championship sẽ tham dự nội dung thi đấu MMA hiện đại. Nguyễn Tiến Long cũng đang là võ sĩ top 4 hạng cân 65kg nam sẽ tham dự nội dung MMA truyền thống. Dựa trên thông tin giải đấu thì Nghiêm Văn Ý có thể sẽ cần ép cân để thi đấu ở hạng cân 60kg. Các võ sĩ sẽ thi đấu tại nhà thi đấu Đại học Bangkok, Thonburi, Thái Lan trong vòng 3 ngày từ 18 tháng 8 đến 20 tháng 8. Trưởng đoàn do Mai Thanh Ba, Tổng thư ký Liên đoàn Võ Tổng hợp Việt Nam đảm nhiệm. Bên cạnh các võ sĩ, hai trọng tài Ngô Viết Phú và Trần Đại Triều cũng đi cùng đoàn tham gia học lớp chứng chỉ trọng tài MMA châu Á. Đây là cơ hội rất tốt để các võ sĩ cọ sát, nâng cao trình độ nhờ tham gia đấu trường quốc tế. Các vận động viên có thành tích tại giải vô địch châu Á MMA 2023 sẽ có cơ hội tham gia ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc, cũng như đạt tiêu chuẩn thi đấu tại Đại hội Thể thao và Võ thuật trong nhà châu Á tại Thái Lan năm 2024.